Mình sẽ lựa những trái to mình tách ra. Xin chào cả nhà, Hân yêu, rất vui được gặp lại cả nhà trong video hôm nay với chú Phương. Cả nhà ơi, thì hôm nay Phương đang có mặt ở trong cái rừng dừa nước nha cả nhà. Hồi đợt trước Phương có vô trong khu trong này để mà câu cá, có quay mấy cảnh của cái vườn dừa nước ở trong rừng á. Cả nhà chưa, Phương hôm nào đã cả nhà một bữa, nhưng mà do vào mùa mưa cho nên là hôm đó đến nay Phương chưa có thực hiện được cái video này. Thì hôm nay là một ngày đẹp nên Phương với mẹ hôm nay rất là thêm một ngày để mà mình vô trong này mình chặt dừa nước nha. Mới đi tới đây thôi thì thấy nguyên một cái gốc cây lớn nè, nó bị bật gốc rồi cả nhà. Mình bây giờ ra đây mình thăm nha. Nước ngập lên cái bờ này á, nắm được một hai hôm nó giật xuống này. Đây nó có phù đen á, hôm qua Phương đi câu cũng bắt được nó. Ăn đây được buồn đó nha, buồn nó biết vừa ăn chưa. Thấy cái cổ này nó cũng hơi cong cong nè, mình thử coi, mình thử cái nét nha cả nhà. Mình thử coi vừa chưa rồi mình mới á, mình mới chặt nguyên buồn. Cả nhà ơi, nãy vợ Phương với mẹ Phương mình đi kiếm được ở đây là có 3 buồn cả nhà, 3 buồn vừa ăn, nhưng có buồn hơi cứng chút xíu. Cái buồn này thì không biết sao nó Phương chưa có thử mà thấy nó nhỏ rồi Phương đốn đại luôn cả nhà. Cái buồn này có được có mấy trái à, nhỏ mini luôn. 3 buồn lớn nha. Giờ đó thì Phương sẽ chặt ra rồi mình sẽ nạo bỏ vô ca nha. Để thử cái buồn nhỏ này thử ra. Nhỏ này là thấy nó nhỏ thôi chặt lại luôn, không có thử luôn. Đó đây nha, không biết vừa ăn đâu á. Được mấy trái đó. Trời ơi non rồi. Ôi buồn này chỉ có thể lấy nước thôi, non rồi cả nhà ơi. Ui nước dừa không luôn rồi. Nước dừa nước nè. Này buồn một lớn rồi cả nhà. Cứng nha. Mình thấy bữa nó ra đập nó, chứ nó không có non giống như buồn này mà dễ mà đập được. Kể cái cây vô luôn cả nhà, hai khúc kể vô luôn, mạnh còn hơn bữa củi nữa.
to mình tắt ra. Rồi. Giờ thì mình sẽ chẻ ra nha cả nhà. Chẻ ra mình để đây chút xíu nữa đặng mình sẽ nạo cái phần thịt bên trong. Phần dừa nước mà Phương bây giờ với mẹ chẻ ra cả nhà. Mình chẻ ra làm hai như thế này á, thì mình sẽ dễ nạo, mình lấy cái phần thịt ở bên trong hơn. Ở đây với Phương với mẹ nó đem theo miếng đá nè, rồi nó đem theo ở đây là một cái củ thịt dừa nữa, rồi ở đây mình đem theo sữa ông thọ nữa nha. Tí xíu nữa Phương sẽ lấy xong cái phần thịt đó rồi mình sẽ chế biến một cái loại nước uống vào những ngày nắng nóng nha. Bây giờ là Phương sẽ nạo cái phần ở bên trong trước. Đó, mình lấy cái muỗng nhỏ vậy nè, mình khử lên. Nó sẽ có dính cái phần ở dưới, phần này còn tạch chút xíu. Lúc mà mình tách ra luôn đó nha. Dừa này mà mình vừa mới chặt xuống như vậy nè, mình ăn liền thì nó sẽ ngọt hơn. Cả nhà để ý qua ngày là nó không có được ngọt đâu. Dính cái phần vàng này nè cả nhà, mình nạo nhanh đi. Ấy nè, hết, nó tươi liền. Thì Phương sẽ khui thịt dừa ra, chế biến 4 ly này. Mình sẽ cho 4 ly nước đều hết. Thơm lắm á. Ly này đầy quá luôn nè. Mình sẽ cho sữa lên nha.
bên đây nữa. Phần trên cùng luôn để cho nước đá tan ra, cái nó ngấm xuống cái phần sữa nó sẽ thấm đều xuống phía dưới. Thơm quá trời thơm luôn. Đây nữa, bốn ly đầy luôn á. Hai ba cục cái đào phương cho nó dễ trộn cắt. Lên phần sữa đây nè. Cái tiếp nè, Phương mời cả nhà nha. Nước mặt cũng hơi thơm nha. Nước mặt nó đậm đặc, nó như sợi sợi mà ông. Nó đặc nó nhựa nhưng mà ông. Này thấy mình có đậu phộng nữa. Mình nói đậu phộng luôn á. Bạn lại mau nói rồi hết tiếp rồi. Hổng chưa biết giờ bất kịch là hết rồi. Lộn xộn bèo cái tưởng như bèo rất là chuột. Hai lỗi. Bèo cái tưởng là lá bự không biết không? Có cua đen. Ăn chưa hết nữa. Con ăn hết rồi đặt. Hai ly vậy ạ. Về cái nhà thôi. Con đem buồn này. Với buồn nữa, hai buồn mà mẹ. Còn hai buồn mà. Người riêng mới để làm kia. Là được còn được hai buồn, buồn này với buồn nhỏ kia nữa cả nhà. Con đem hai buồn này về hai mẹ con trẻ ra đặng mà mình kho.
mà ngặt tiếp cái bùn này hơi non ha mẹ, chứ phải ngay bùn này mình kho là ngon nè. Đúng rồi, bùn cứng này nè cả nhà, mình chặt cái bùn cứng này đầu tiên xong rồi mới coi lại bùn này nó hơi non hơn, nhưng mà không sao, non thì mình kho cũng được, nó mềm hơn chứ nó không có cái hậu bột. Còn cứng này thì mình kho thì nó dẻ lại, nó có hậu bột hơn. Đây cái trái nó còn ấy nè. Nhưng mà cái này nó mới có hơi hơi à. Nó mới có hơi, nó không phải là nó non, nó hơi hơi thôi. Nó vừa ăn hơn, bụng này nó hơi cứng, bụng này thì kho ngon hơn. Bụng đó kho ngon lắm. Đúng vị kho luôn đó cả nhà. Thay giờ Phương với mẹ Phương về nha. Cảm ơn cả nhà đã dành thời gian xem video. Cả nhà xem đến đây cho Phương xin một lượt like và đừng quên nhấn đăng ký kênh để ủng hộ kênh Thành Hai Mẹ Con nha. Cảm ơn cả nhà rất nhiều, hẹn gặp lại vào lần sau.